đó là ngày xưa thôi gia đình ta ha. Và hiện tại bây giờ nếu gia đình ta có lý tưởng đó là một hoa đặc trưng tại Phố Lạc. Dạ, nó khác những cái vùng khác và cái màu sắc nó nở ra nó đẹp hơn những cái vùng khác của chúng ta. Vâng, thưa dân ta, đây là cây tháp và tháp Grand đây ạ. Gia đình ta vừa đi ngang qua rồi. Vâng, và sáng hôm nay gia đình ta bắt đầu di chuyển đến một điểm đó, du lịch đó là Dinh Bảo Đại. Dinh Bảo Đại là nơi mà nghỉ ngơi của vua Đại ngày xưa và cái nơi mà có toàn quyền Đông Dương chúng ta, đó là thời Việt Nam Cộng Hòa, là nơi mà Tổng thống Ngô Đình Diệm và nơi mà Ngô Đình Nhu đã làm việc tại nơi đó. Vâng, thì nói đến Dinh Bảo Đại, gia đình ta ắt hẳn đang liên tưởng đến cuộc đời của vua Đại. Vâng, thì cuộc đời của vua Đại thì gia đình ta biết rằng luôn gắn liền với số 13. Và để mà gia đình ta đến Châu Đại, chúng ta được tham quan, chúng ta được nghe những anh thuyết minh ở đó, thuyết minh chúng ta rõ hơn về Dinh Bảo Đại, thì tổng sở nói qua về sơ qua cuộc đời của vua Bảo Đại và cái không gian cổ dinh và dinh ba thành phố Đà Lạt. Thì thưa gia đình ta rằng vua Đại sinh năm 1913. Tên thật của vua Đại là Hoàng Phước Vĩnh Thụy. Hoàng Phước Vĩnh Thụy, con của vua Khải Định. Con của vua Khải Định. Và từ năm 1913 và đến năm 1924 thì vua Khải Định được vua cha và đưa sang Pháp dự cuộc triển lãm tranh tại Pháp. Và tại nơi này thì được hai vợ chồng người Pháp nhận làm con nuôi. Thì có rất nhiều sách vở, có rất nhiều sách đã viết và nói rằng thế này, thì vua Bảo Đại chưa chắc hẳn là con của vua Khải Định. Dạ, gia đình ta biết rằng vua Khải Định là không thích phụ nữ và không thích gần phụ nữ, nên có rất nhiều giả thuyết nói rằng vì sao mà tụng nói rằng vua Bảo Đại là con của vua Khải Định. Như anh chị nói, ồ sao mà chị đọc sách thấy vua Khải Định không thích phụ gần phụ nữ mà sao có con. Dạ, là như vậy, có rất nhiều sách nói như vậy, nhưng mà thực tế là vua Bảo Đại là con của vua Khải Định. Dạ, và ông sinh năm 1913, ông tên là Nguyễn Phước Vĩnh Thụy. Và đến 1924 thì vua Khải Định được vua cha đưa sang Pháp, và tại Pháp thì được hai vợ chồng người Pháp nhận làm con nuôi. Và từ năm 1922 đến năm 1926 thì vua Bảo Đại sống tại Pháp và học tập tại Pháp. Đến năm 1923 thì gia đình ta đến năm 1925 thì vua Bảo Đại bắt đầu trở về nước. Trở về nước là dự tang cha là vua Khải Định mất năm 1925. Và đến năm 1926 thì vua Bảo Đại bắt đầu di chuyển lại về lại Pháp và học tập. Từ năm 1926 đến 1932 thì vua Đại trở về lại Việt Nam. Trở về Việt Nam. Và vua Đại xưa thêm gần qua rằng tổng nói sơ qua một xíu nữa là từ năm 1925 thì vua Khải Định á, vua Khải Định mất thì vua Đại chính thức lên ngôi. Chính thức lên ngôi, nhưng mà chưa gọi là đăng cai là vua. Đến năm 1932 thì vua Bảo Đại bắt đầu trở về nước và chính thức lên làm ngôi vua. Và từ năm 1932 đến năm 1938 thì vua Bảo Đại sống và làm việc tại nơi này. Vâng, và thường lại sống và làm việc tại nơi này. Và vua Bảo Đại thì có tổng cộng là 13 người con và 8 người vợ. 13 người con và 8 người vợ. Vâng, và dinh thự vua Bảo Đại này, nơi này là nó có hai tầng. Xin lỗi gia đình ta rằng lấy thất nữ gia đình ta đến dinh ba, gia đình ta được tham quan tại nơi này. Nó có hai tầng. Một là tầng dưới gọi là tầng thắng tiền, gọi là tầng để mà phòng làm việc của vua và phòng tiếp những quan chức ngày xưa. Và tầng thứ cùng là tầng nghỉ ngơi của vua Bảo Đại và công chúa hoàng hậu. Vâng, dinh ba được xây dựng năm 1933 và hoàn thành năm 1938. Do một kiến trúc người Pháp xây dựng.
Vâng, thưa gia đình ta rằng gia đình ta đang di chuyển đến con đèo Phra này và tổng ngôi nhà ma này, thì tổng xin sẽ nói sơ qua một ngôi nhà ma gia đình ta được nắm rõ. Thì dạ chị ơi, chị đợi xíu, đang bắt đầu di chuyển lên gần tới rồi. Dạ, và tại nơi này, con đèo này, dạ, thì gia đình ta biết rằng ngôi nhà ma ngày xưa á, dạ, cái chuyện như thế này, thời ngày xưa, thì tại ngôi nhà này là có một quan tướng người Pháp, dạ, quan tướng người Pháp là ở tại ngôi nhà này. Và gia đình ta biết rằng ở tại ngôi nhà này thì ngày xưa thì cũng có là ông có thuê một người là người giúp việc thì và một ngày thì tự nhiên ông người Pháp này là gia đình ta biết rằng em trong này có rất nhiều người chàng trai nên em cũng tới nhảy xíu ha, gọi là nổi cái ham muốn lên đã cưỡng hiếp cô gái này. Và không phải dừng lại tại nơi đó, là không phải dừng tại đó, và ông này đã chặt cô gái ra nhiều khúc và chôn xung quanh ngôi nhà. Dạ, chôn xung quanh ngôi nhà. Dạ, chôn xung quanh nhà. Thì qua một thời gian sau, qua một thời gian thì cha mẹ thấy cô gái này, ủa sao không thư từ và liên lạc về lại cho cha mẹ. Và một đêm thì người mẹ và người cha hai người cùng nằm mơ. Và một giấc mơ thứ này, người con gái về báo mộng rằng con chết ôm ngủ quá và thân xác con chết như thơ đó, chết như kia và được chôn tại những nơi đó. Người mẹ giật mình dậy, hỏi người cha. Dạ, người cha cũng kể lại cái giấc mơ giống như vậy. Và hôm sau thì hai người lặn lội, dạ, lên nơi tại nơi này. Và ra những nơi cái mà người con dậy trong giấc mơ đó thì đào lên là thấy như vậy. Dạ, thấy như vậy. Nhưng mà trong giấc mơ người con nói với cha mẹ thấy thế đó nhưng mà vẫn đừng cứ đem xác con mà gom lại, cứ để như vậy. Dạ, cứ để như vậy. Thì tại nơi này thì bắt đầu mà ông người Pháp này ông về, dạ, không còn ở này nữa, ông bắt đầu trở về nước, thì ngôi nhà này là bỏ hoang. Dạ, ngôi nhà này bỏ hoang. Và từ đó thì trên con đường này, vì sao gọi là nhà ông ta, vì trên con đường này thì vào những bữa tối và bắt đầu mà 7-8 giờ tối gia đình ta ha, thì con đường này rất là vắng, là đa số là rất là vắng, nên mà những bất tài, đa số là những bất tài chạy xe, thì đa số bất tài gặp nhiều thôi. Và chạy xe thì tự nhiên thấy ở gần nơi đó thì có một người, những cô gái và tóc xỏ trắng như vậy là đứng bắt xe. Và từ đó thì cái câu chuyện ngôi nhà ma là đa số thì ít người bắt đầu di chuyển đó, đã ít có ai, ít người tham quan, tại vì do ta một cái cảm giác là tâm linh người ta ít là bắt đầu từ đó bỏ hoang tới bây giờ. Dạ, là đa số thì những bất tài là sẽ thành nhiều thôi. Dạ, đó là ngôi nhà ma. Và câu chuyện ngôi nhà ma thì bắt nguồn từ mà một người cô gái là người đồng bào dân tộc tên này. Dạ, dân tộc cờ ho. Và tại thành phố Lạc này có hai dân tộc chính, đó là dân tộc cờ ho và dân tộc Lạc. Cờ ho và dân tộc lập là đúng rồi, lập, dạ, lập theo cái tiếng người đồng bào cái dân tộc Tây Nguyên. Dạ, dân tộc lập từ, dạ, lập LACH nặng lập, dạ, lập, dạ có hai dân, không em nói là dân và dân tộc đó, ra tại phố Đà Lạt này thì vùng đất cao nguyên này có hai dân tộc chính, đó là dân tộc cờ ho và dân tộc lạch. Dạ, ngày xưa thì có cái dân tộc người thượng, gọi là người thượng nữa, gọi là chu du, dạ, chu ru, xin lỗi, chu ru, nhưng mà là chu du là tam quốc diễn nghĩa rồi. Dạ, chu ru, dạ. Dạ được, em dục mà em nghĩ là gia đình ta có dám vào hay không thôi. Dạ. Vâng, thì ngôi nhà này đã thuận đã vào một lần rồi. Ngôi nhà này nó có 3 tầng. Tầng thứ nhất là hiện tại nó cũng không có gì, tại vì nơi này bỏ hoang thì trẻ em đồ vô mà người ta, nên em nói là vật dụng không còn vậy. Và tầng thứ hai thì là cũng bỏ hoang, người vẫn còn những cánh cửa và được những trẻ em á quẻ hoàng nghèo. Và tầng thứ ba là tầng thờ. Dạ, ngày xưa thì tổng đến nơi này, tổng vô ngôi nhà này thì có một cái tổ thờ,
Dạ, vẫn còn lại những cái tượng thờ. Vâng, thưa gia đồng ta, là trước mặt chúng ta đó là ngôi nhà ma đây ạ. Dạ, đây ạ. Dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ không, bây giờ thì bên bên tỉnh đã là lấy lại và bán cho bên theo với bác tài chúng ta là bán cho bên dầu khí, là người ta bắt đầu mua và sơn lại rồi. Ngày xưa là rất con sơ gia đồng ta ha, người ta nhìn vô chúng ta thấy như là những vết mực rồi những vết sơn vì vậy. Dạ, bỏ hoang từ đó. Chẳng phải đẹp như vậy đâu chị ơi. Dạ. Dạ hiện tại bây giờ cũng chưa, tại vì người ta sơn lại hơn chứ có ở chị. Dạ, để mà người ta một điểm tham quan, một điểm gì đó thì hiện tại em chưa biết. Dạ. Vâng, thưa giờ chúng ta rằng tại phố Lạc có một hệ thống cáp treo và một cây số. Và hệ thống cáp treo này là bắt đầu từ đồi Robin. Dạ, nằm trên con đường đèo Fred này đến thuyền biển Trúc Lâm. Dạ, thì dạ vào ngày ngày mai, chiều mai gia đình ta sẽ đi. Và thuyền biển Trúc Lâm là nằm bên hồ Tuyền Long. Hồ Tuyền Long. Dạ. Và hệ thống cáp treo này là di chuyển đến thuyền biển Trúc Lâm. Dạ, chiều dài nó là 1 cây số. Dạ. Tại vì đất nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều hệ thống cáp treo. Đó là cáp treo vượt núi, cáp treo vượt biển. Dạ. Và tại Việt Nam chúng ta cáp treo vượt núi dài nhất và đó là Bà Nà Hill. Dạ, 5 cây số. Và cáp treo vượt biển dài nhất đó là chúng ta đó là Vinpearl. Dạ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Từ Đà Lạt ra Hà Nội thì đó là bắt tài ra chạy rành hơn, chứ mà từ Bắc tới Nam, từ Hà Nội đến Sài Gòn chúng ta là 1.700 cây số. Dạ, và nếu mà từ đây mà từ ngàn mốt luôn hả? À? Ờ, anh nói là chị nói là từ Đà Lạt xuống anh ơi. Con hả? Dạ con hai ngàn, con hai, con hai ngàn hai mấy? Dạ. Tại Bắc Nam chúng ta là 1.700 cây số, là từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Hà Nội. À, thủ đô Hà Nội. Dạ. Đà Lạt màu tím ấy chị. Chị nói là cà phê Phượng Tím, còn gọi là cà phê, quán cà phê Thanh Thủy. Dạ, nằm bên bờ hồ Xuân Hương. Dạ. Tại thành phố Đà Lạt thì có rất nhiều hồ, nhưng mà những cái hồ lớn thế này, một là hồ Tuyền Lâm, hai là hồ Xuân Hương. Và tại thành phố Đà Lạt, nằm trung tâm thành phố Đà Lạt, gia đình ta đi con đường nào chúng ta đều đổ về hồ cả. Và tại thành phố Đà Lạt thì có một chợ gọi là chợ Âm Phủ. Và theo tiếng người dân tộc, xem xin gọi theo tiếng người địa phương, người ta có rất nhiều tên gọi là chợ Âm Phủ nè, chợ đêm nè, là thành phố Đà Lạt. Dạ. Dạ, đa số thì tại phố Lạc thì nó mang đậm kiến trúc của Pháp. Dạ, tại vì ngày xưa thì từ năm 1893 thì người Pháp đã khám phá ra phố Đà Lạt. Dạ, và theo của Toàn quyền Đông Dương thì người ta đã xây dựng thành phố Lạc tự như một cái thành phố Paris để mà những người lính Pháp và quan chức Pháp làm việc tại thành phố làm việc tại Việt Nam để mà sinh sống. Một là ngày xưa là người ta khám phá thành phố Đà Lạt trước, và đến là Bà Nà Hill. Dạ, là hai nơi mà người Pháp sinh sống, và hai nơi mà kiến trúc gia đình ta đến ở đó, chúng ta cảm giác như chúng ta đang ở một thành phố Paris vậy. Vâng, và thưa gia đồng ta rằng gia đồng ta đặt chân đến thành phố Lạc. Gia đồng ta tại thành phố Lạc này có 3 cái không mà tất cả thành phố khác không có. Dạ, 3 cái không. Gia đồng ta để ý thấy không ạ? Đó là Lạc thì có rất nhiều đèo.
rất nhiều dốc. Nên vì thế có ba thông tin này, đó là không đèn xanh đèn đỏ cho chúng ta ha, và không có đèn xanh đèn đỏ, và không có máy lạnh, và không có máy lạnh, và cái thứ ba là không có xích lô, và không có xích lô. Nên và nói về không xích lô thì đâu chị? Chị biết. Trái người gì bên phải. Ai nhìn chóng mặt. Dạ em thấy rồi. Dạ thứ gia đồng ta đáng ra là cây khiếp bông. Và trong ngày hôm nay thì tổng thể trả lời gia đồng ta. Nhưng mà thì tên gọi của nó hiện tại bây giờ là cây khiếp bông. Dạ khiếp bông. Dạ khiếp bông ha. Rồi chị hôm nay về tổng thể trả lời gia đồng ta rồi một cái cao. Dạ, thưa giờ chúng ta rằng thật sự em đang nói dạ. Dạ không phải. Chị nói bắt đầu là hỏi người dân, ủa cây này là cây gì Thuận ơi? Dạ em nói là cây khiếp bông thì người ta nói là ồ. Dạ, cây khiếp bông là em không biết thì em nói là trong chiều nay em sẽ trả lời gia đình chúng ta. Tại Thủ Đà Lạt thì rất nhiều loài hoa. Dạ. Dạ. Hàng trăm loài hoa. Nên gia đình chúng ta em nói rồi những cái cây nào mà biết. Dạ. Những cái nào mà em biết thì em trả lời cho chúng ta, nhưng mà cái nào em không biết thì em nói là chị ơi cái đó là cây khiếp bông và chị hôm nay thì em sẽ trả lời cho chúng ta. Dạ. Dạ không chị, dạ không chị. Tại vì ở đây á, nó có rất nhiều loài hoa mà được di chuyển về trồng sau này thôi. Dạ, như là gia đồng ta thầy thấy nha, mà gia đồng ta sẽ đi thấy con những con đường này. Có thể đi những con đường khác chúng ta thấy một cái loài hoa mà nó cái loài hoa nó bự như này gia đồng ta, cái bông nó bự màu đỏ nè. Đó là hoa phượng hồng đỏ. Nhưng mà được du nhập từ phương Tây và mới trồng tại đất nước thành phố Lạc thôi. Chứ mà học hoa đặc trưng tại phố Lạc đó là hoa cẩm tú cầu. Dạ, gia đồng ta đến thành phố Lạc thì chúng ta thấy đa số là hoa cẩm tú cầu là nhiều nhất. Và với một hoa đặc biệt đặc trưng tại phố Lạc nữa, đó là artiso. Dạ. Dạ, và mỗi một món ăn tại phố Lạc đó là artiso. Dạ, canh artiso nấu giò heo, đó là món ăn đặc trưng tại phố Lạc. Chị ơi, thời tiết ở đây thì nó sáng là lạnh nè, khuya là lạnh nè, ban ngày thì nóng nè. Nhưng mà đặc trưng của người Đà Lạt lúc nào trên người ta cũng có một cái áo khoác cả. Có một cái áo khoác cả. Tại vì cái nắng, cái mà nắng se se lạnh làm cho da chúng ta sẽ bị dễ khô. Đa số là những cái người khách phương xa chúng ta đến ở thành phố Lạc đúng không chúng ta. Thường ra này chúng ta thấy thời tiết nó dịu, chúng ta không mặc áo khoác thì cái da chúng ta sống này một thời gian thì như là một tuần đến 10 ngày cái làn da chúng ta sẽ bị khô. Dạ, tại vì nó nắng chứ mà trong đó có độ ẩm. Thì gia đồng ta biết rằng cuộc đời của vô đại thì gắn liền với những cái thú vui tao nhã. Dạ, thì Thuận nói tiếp rằng đến năm 1900, từ năm 1930 đến năm 1938 và là ông vua đại bắt đầu lên ngôi vua và trị vì. Và từ năm 1944 và dạ, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Và từ năm 1940 đến năm 1945 là thời kỳ mà vua vô đại bắt đầu là xuống cấp.
đến 1945 thì ngày 3 tháng 8 năm 1945 thì vua Đại đã trao ấn kiếm trị vì cho Việt Nam Cộng Hòa. Và ngày 30 tháng 8 năm 1945 thì tại Quảng Trường thì vua Võ Đại đã đọc bản tuyên ngôn và trao trả lại quyền độc lập cho Việt Nam Cộng Hòa, là xóa bỏ chế độ và quân chủ và vua. Và từ đó thì vua Đại bắt đầu vào một và không lâu sau thì từ đó Bác Hồ đã mời vua Đại về làm cố vấn cho Việt Nam Cộng Hòa. Xin lỗi đại gia đồng ta đã đến rồi ạ. Vâng, thưa gia đồng ta và gia đồng ta đến cho vua Đại thì tại chỗ này có chụp một tấm hình làm lưu niệm. Thì trước hết gia đồng ta vô phía trong, gia đồng ta vô lòng tập trung lại để mà nó bắt hình sẽ tập trận gia đồng ta một tấm hình làm kỷ niệm. Và xong thì gia đồng ta bắt đầu di chuyển và trong danh gia đồng ta tham quan ạ.